Chương 5. Rồi tôi thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách, viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng, ai đang mở quyển sách này và tháo những ấn này? Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất, không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc dầm về. Bây giờ, một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng, chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Juda, tức là chòi của vua David, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật, cùng chính giữa các trưởng lão, có một chiên con ở đó như đã bị giết. Chiên con có bảy sừng và bảy mắt, là bảy vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con bước tới, lấy sách ở tay hữu đấng ngự trên ngôi. Khi lấy sách, bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu chết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn, hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại.